Cả nhà thân mến, Apo đã có mặt ở phố cổ rồi. Hôm nay là có chương trình là có một đoàn bác đến từ Thái Nguyên. Hẹn hò Apo có các bác là cũng rất là nhiều tuổi rồi. Có lên thăm Đồng Văn thì gọi Apo hẹn hò cách đây hơn một tuần rồi để Apo gọi điện. Các bác có ra không? Bác ấy là ở phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trước Apo học ở Việt Bắc Thái Nguyên thì bác ấy biết Apo. Không thấy nghe, chắc cứ vào thôi. Có bác ở đây. Ôi, chào anh em. Chào anh em nhé. Ôi, anh khỏe không? Rồi, chào các bác anh. Không biết là bác ngồi ở mâm nào. Ừ đấy, khỏe không? Có đoàn bác mấy chục người ở Thái Nguyên ấy, không biết là ngồi ở tầng 1. Để anh vào anh hỏi nào. Có bác ở Thái Nguyên ở đoàn trong này đúng không? Rồi đây à, có bạn lễ tân đây rồi. Ở được đâu? Tầng 1 à? Đây rồi. Ồ, mọi người đây rồi cả nhà. Rồi, con chào cả nhà. Rồi. Apo chào bác. Con chào Thái Nguyên. Ôi rồi. Cả nhà mình đông thế. Rồi. À, đây là phường Đồng Quang hết. Con là học sinh, cựu học sinh, sinh viên trường Việt Bắc ở phường Đồng Quang. Con chuyên say rượu ở phường Đồng Quang. Rồi, con chào các cô. Con là hay say say ở đường tàu đi vào. Con chào cả nhà. Rồi, con chào các cô. Rồi, cứng hay mềm, tí nữa con sẽ gặp. Con chào cả nhà. Rồi, con chào các bác. Rồi, con chào các bác. Rồi, rất đông. Con chào các bác. Ôi rồi. Ôi, mình khỏe chứ hả? Rồi, vừa đồng quan rồi. Con bận cho con ăn sữa. Ôi trời ơi. Con đang nuôi con. Rồi, con chào các bác. Các bác rất là đông. Rồi, con xin phép là con bắt tay các cô một chút. Đấy. Đây, các cô ở phường Đồng Quang. Rồi, con chào cô. Vâng. Em là chị. Rồi. Con chào cô. Vâng. Phường Đồng Quang. Vâng, em là chị. Mấy cô thì sinh ở Đồng Quang hết á. Rồi, em chào anh đẹp trai nhất mơm. Rồi, ok. Anh là nghệ sĩ quay tay. Rồi, con chào các cô. Các cô cho con sờ tay một tí thôi. Rồi, đây, đây. Cô là fan cứng hay fan mềm thì không biết này. Đây. Cô bảo fan cứng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn mềm. Cô. Đây, đây là các cô ở phường Đồng Quang này. Rồi. Con chào cô. Rồi. Con chào cô. Rồi. Rồi, vâng. Đây, chắc là chị. Đây là chị rồi. Rồi. Ô, có khi là phải làm một kiểu ảnh nha. Không có thì tí nữa con say rượu con quên mất. Con phải chụp kiểu ảnh đó. Phải chụp kiểu ảnh ngay, không có tí nữa là con phải chạy mất thế là. Con chụp kiểu ảnh nhá, là cứ đi qua anh. Nào, cả nhà thả tim nào. Yêu bên à. Rồi. Ở trong có người rồi. Con sang này tí. Vâng. Con chào các cô. Con xin kiểu ảnh với các cô nhá. Đây. Đây các cô này, các cô là fan cứng của A Báo này. Đấy rồi. Đấy các cô này. Con sờ tay các cô một tí. Đấy rồi. Con 35 năm mới được sờ tay cô. Rồi. Ba mấy năm mới được sờ tay các cô đấy. Đấy, các cô là fan cứng ở phường Đồng Quang. Rồi, cô ơi. Rồi, đấy. 35 năm mới được sờ tay các cô đây. Đây, anh trai đẹp trai nhất mâm đây. Con xin một kiểu ảnh các cô nhá. Rồi, rồi. Rồi, các cô thả tim cho con nào. Nào, một hai ba nào. Một hai ba nữa nào.
Ôi rồi, hình như rồi con làm với các cô dùng nhá. Rồi rồi đây bây giờ là phải chụp tay các bác đó, tranh thủ luôn. Trời rồi các bác cho con xin kiểu ảnh để con khoe với bạn bè nào. Iopena Iopena rồi. Rồi à, các bác thân mến, hôm nay là con được thông tin liên lạc từ bác đây. Đây bác ở phường nào? Vâng, chú Tâm. Chú Tâm là nghe giọng của chú già như sao chú trẻ thế. À, giọng thì rất là cảm giác như là một bác rất là nhiều tuổi lắm rồi, nhưng mà nhìn như thanh niên. Trông thế này thôi 73 rồi đấy. Ô, nhìn bác như thanh niên thế này. Đấy, các bác ở phường Đồng Quang. Nguyên. Vâng vâng. Nhưng mà Thái vẫn còn nguyên. Bởi vì là kiểu như chưa ăn. Rồi con xin phép là à vâng. Vâng. Mình là không chính thức à? Đồng Quang. Chú ở phường Tân Long. À vâng vâng. Thôi mình là Thái Nguyên cả. Thời điểm báo học ở Thái Nguyên. Vâng. Thì chú đây này. Vâng. Là phường Đồng Quang. Vâng vâng. Bây giờ nó là phường Quang Trung. À vâng vâng. Bây giờ nó thay đổi rồi. Chứ là Quang Trung với Đồng Quang nữa là hai phường là một. Vâng vâng vâng. Tức là thời điểm mà báo ở đấy là bây giờ phải mười mấy năm rồi. Vâng. Đúng không? Vâng, con cũng hay say rượu ở ngã ba Mỏ Bạch đấy. Con đi tán gái ở trường sư phạm mà. Bây giờ mình tí nữa này quay tiếp. Bây giờ chào nhau một chén nha. Vâng vâng. Thế con à. con chào các bác cái rồi đây một chén rồi đây. Thế mỗi mâm mình thôi nhỉ, hay là cả bên kia nữa nhỉ? Mâm kia sau đi, mâm kia sau nhá. Nào rồi nhá. Rồi 1 2 3 yo 2 3 yo 2 3. Ôi dồi, các bác còn khỏe hơn cả thanh niên luôn, rô như họ kéo pháo luôn. Mình dê một cái bác, dê một cái. 1 2 3 dê. Đấy, ôi giời, các bác khỏe lắm. Hôm nay là A Páo đi kiểm tra bằng uống rượu của A Páo xem có được không, nhưng nhìn thấy các bác mạnh này thì chắc là các bác là cấp bằng giỏi rồi. Xuất sắc luôn. Bình thường thôi, cháu trẻ các bác. Đây, bác này cũng nhiều tuổi này. Nhiều là bao nhiêu? Văn nghệ sĩ đấy. Bác nhìn tóc rất dài, rất nghệ sĩ luôn. À vâng. Nhìn bác là chất bác nghệ sĩ. Tôi cứ mê cái bài hát Hà Tĩnh quê mình ơi đấy hả? À, con mới sáng tác. Rồi. Vâng. Mình cô ý sông Nam. Vâng vâng. Vâng vâng đúng ạ. Vâng. Ngày xưa con có chuyện tình ở đấy, ở quê hương rồi. Dẫn dắt chương trình quê hương. Vâng vâng. Cô ý sông Nam ấy. Vâng. Nhưng mà tuyệt vời, tuyệt vời. Con thì cứ gặp một cô gái thì là một chuyện tình nó xảy ra. Không, câu chuyện tình là có nghĩa là mình gặp cô bạn đấy thôi. Nhưng mà mình chưa làm gì, mình kiểu thương tầm nhớ trộm thì mình lấy cái cảm xúc để mình sáng tác bài mới thôi. Cũng giống như là bác là họa sĩ thì bác nhìn cảnh đẹp một phát là bác viết đi phác họa luôn, sau về sửa sau. À đấy, gọi là demo, gọi là bố cục thôi. Đúng không bác? Chúc A Báo mạnh khỏe nhá. Vâng, con chúc sức khỏe bác. Con chưa biết bác tên gì. Tên là Lục. Bác Lục. À, tên đầy đủ. Bác Lục. Đinh Quý Lục. Đinh Quý Lục. Nhìn bác có vầng trán giống bác Hồ quá. Bác đúng nghệ sĩ. Vâng, con chúc sức khỏe bác. Vâng. Vâng. Đúng chia sẻ mỗi bác Lục. Tôi hát bài hát của A Báo lắm đấy. Vâng, vâng, vâng. Chứ không phải view của con lên là mầm là do bác ấy. Suốt. Cái ngày nào cũng qua nghe liên tục nhá. Vâng, buổi vâng, sáng ngày đấy là qua giới thiệu là vâng. A Báo ơi. Bên ngoài, bên ngoài. Buổi sáng là qua A Báo trên màn hình này rồi. Đây đã thấy tán gái ầm ầm rồi. Tán gái ầm ầm. Các bác cứ bảo là A Báo tán gái. Tán trêu thôi, không phải tán thật đâu các bác. Trước khi hát còn giới thiệu câu chuyện tình là xuất phát từ Nghệ An đúng không? Vâng vâng vâng. Nghe thôi, xem nhiều nè cháu hiện nào. Con là Tân Kỳ ạ. Vâng vâng. A Báo mời A Báo chén nhá. Bác nói câu này con cũng nghe quen quen. Không, con ăn rồi, con ăn bây giờ con mời các bác rồi. Con ăn hôm qua rồi ạ. Vâng. Hôm nay chưa ăn nên con ăn hôm qua rồi. Vâng, vâng.
Anh đi đang nhé. Bác mà mời kênh của A Báo là càng ngày càng phát triển nhá. Vâng, con cảm ơn bác. Bác mời con chén, con không biết có chén được bác không. Chắc là bác nghe con nói quen rồi cho nên là bác mời con chén. Bác mời con một chén thì con cũng chén bác luôn. Quá tuyệt vời. Vâng, con cảm ơn bác. Vâng, vâng. Người này đúng là tài hoa. Nói được tài hoa đấy. Con cũng chém gió lung tung thôi bác. Chém gió thành bão thôi. Cộng đồng ghi nhận được. Tuyệt vời. À, bác rất là nhiều tuổi mà hâm mộ A Báo, những ca khúc về sáng tác về A Báo này. Đó. À, con xin phép cả nhà được mời riêng bác Tâm. Đúng rồi, chị nhà. Nếu mà con với bác mà đi ngoài ngồi vỉa hè là gọi bằng anh em ấy. Mình, bây giờ mình đi tán gái mình chẳng lẽ gọi bác thì đúng không bác nhỉ? Nó hơi vướng. Không, có cái bờ rào vô hình thôi. Anh đấy. Em là được. Vâng, vâng. Và khi nào con về Thái Nguyên thì con sẽ gọi đúng rồi, bằng gọi anh. Là chú. Ở đây gọi anh được. À, bây giờ phụ cổ đây gọi anh được. À đấy. Các bác là thoáng lắm, yên tâm. Đấy. Con sẽ xin phép được mời bác ạ. À, con chúc sức khỏe bác. Chúc sức khỏe và chúc A Báo luôn luôn thành công. Vâng. Và chuẩn bị coi như là nút vàng đúng không? Vâng, con cũng con mua sơn vàng rồi. Con mai là con sơn cái nút bạc thành màu vàng là có nút vàng. nhận cho nhanh. con cảm ơn bác. Rất vui. Thế hữu vết. Và wow, chén rượu 35 năm nó có khác bác, ngon cực. 35 năm với 70 năm hòa quyện vào nhau rồi. 35 năm con mới được gặp bác. Bác 70 năm rồi. Bác mới được gặp con. Đấy, có duyên mới được gặp đấy. Đấy. Hôm qua là con uống rượu say, sáng nay có một đoàn hẹn là nào là do cho quà này, cho các kiểu mã pì lèng, nhưng mà con có dậy được đâu mà ra. Thế họ chờ tầm một tiếng là họ không thấy là họ cũng đi rồi. Sáng chú ở chỗ ngã ba, chỗ nhà Vương ấy. Vâng. Gọi 2-3 lần nhưng không được. Hôm con lúc đấy là thuê bao là đang nằm ở dưới thuê bao khác rồi. Đang bị đè. Thái Nguyên là rất có duyên nên mới gặp được A Báo đấy. Đấy, có rất nhiều đoàn Thái Nguyên lên gặp con rồi. Con xin phép mời. Không, con uống với bác các bác thôi. Con không ăn đâu, con ăn hôm qua thôi. Không. Con nhất quyết không, con để cái bụng để con uống. Không. Con ăn rồi, con ăn ở nhà 3 bát cơm. Rồi. 3 bát cơm. Đoàn hôm nay cũng rất là hạnh phúc gặp được A Báo tại cái phố cổ Đồng Văn. Đúng rồi, phố cổ Đồng Văn này. Tất cả sẽ ủng hộ A Báo ở kênh YouTube của A Báo hát về đồng quê Hà Giang. Thế thì hôm nay chú Quang. Vâng, chú Quang. Chú Quang ở phường Đồng Quang. Đồng Quang. À đây, chú Quang ở phường Đồng Quang. Vâng. Ủng hộ Báo. Vâng, và uống với Báo một chén. Chúc cho Báo sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Thành công để đưa văn hóa của thứ hai là Hà Giang văn hóa đại phát sứ du lịch. Vâng, con cảm ơn bác. Tương lai sắp tới thì con cũng sẽ cố gắng sáng tác cho Thái Nguyên một ca khúc. Quá tuyệt vời. Mà tí nữa con hát luôn đấy. Quá tuyệt vời. Em mặt đoàn cảm ơn. Thế con hát luôn nhá, con hát luôn nhẹ nhàng nhá. Hát luôn. Hát bộc nhá, demo luôn. Bác nói là con sáng tác luôn. Ok. Về Thái Nguyên miền đất huyền thoại, ATK ghi nhớ ơn người. Về Thái Nguyên hồn thiêng sông núi, mời ai về vùng đất Thái Nguyên. Dòng sông cầu êm trôi giữa hân hoan đất trời, tháng ba hồi đền đùm vui đón chào xuân sang. Về Thái Nguyên miền đất oai hùng, tháng ba hồi đền đùm vui đón chào xuân sang. Về Thái Nguyên hồn thiêng sông núi, mời ai về vùng đất Thái Nguyên.
Búp tre hướng Tân Cương, giữa non cao ngút ngàn, tháng ba hồi đền đùm vui đón chào xuân sang. Tre Tân Cương thơm ngát hương rừng, ATK ghi nhớ ơn người. Về Thái Nguyên hồn thiêng sông núi, mời ai về vùng đất Thái Nguyên, mời ai về trẻ Thái gái Thái Nguyên. Người ta thường nói là trẻ Thái gái Tuyên, nhưng con thấy là người Tuyên Quang cũng rất là xinh, mà Thái Nguyên cũng rất là xinh, hai bên ngang cơ nhau. Đấy. Mà Thái Nguyên là còn đẹp hơn cũng nên. Đó. Người đẹp Thái Nguyên ơi, người đẹp Thái Nguyên ơi, người đẹp Thái Nguyên ơi. Rồi. Nguyên ơi. Rồi cả nhà giúp một cái được không? Nào cả nhà nào. 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 ô Giang ơi, cái nó còn khỏe hơn cả thanh niên luôn. Rồi, con cảm ơn các cô, các bạn, các anh, các chị. Rồi, rồi. À, mâm bên này là chưa rô. Cởi vỗ tay ra, vỗ chào tí. Rồi, một 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, vô. Hello, I'm sorry. Excuse me. Where are you from? Ah, friend. Ah, friend. Very handsome. Beautiful girl. Friend. I want to give you a music to Opera Italia Parapoti. Okay? Bạn đấy biết đấy. Sulla mare luccica la truda gento, placida londa prospero in vento. Sulla mare luccica la truda gento, placida londa prospero in vento. Venite all'Aquile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. La zo di ton tata vuole non fa amore col pompiere, su una massa se ne va, su una massa se ne va, mare nicchio con la mia, va non me fa che speri, mare nicchio con la mia, va non me fa che speri. Ok, cảm ơn cả nhà. Thank you so much. Can I invite you on cup of heavy water? Ok, yeah. Ok. Tao tưởng mày là người Việt toàn ra. Nó đẹp trai quá từng người Việt rồi. What's your name? What's your name? Ray. Ray, where are you from? America. America. Yeah. Ah, America. I like you. Very handsome. Thank you. Okay. Can I invite you on top of a heavy water? Okay. Join with them. Nhìn nó như là người Việt mà, cứ tưởng là nó hướng dẫn viên thôi. Người Trung Quốc. Song thùng chảo thùng mông công thùng. Nǐ yài wǒ ma? Nǐ yài wǒ? Wǒ bǎng zhōng mán. Mán. Hǎo lá, hǎo lá. Ủa ai nỉ, nỉ ai ủa, nỉ ai ủa mà nỉ ai ủa. À, báo bảo là tao thích cái mày. À, ra là tôi thích bạn, anh yêu em. Rồi, rồi. À, hảo là, hảo là. Hảo là, hảo là. Can I invite you on cup of a heavy water? Có nghĩa là à, báo mời cả nhà một chén. Thank you so much. I'm sorry, Vietnam meet 1, 2, 3, 0. 2, 3, 0. 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2
vô, hai ba vô, hai ba hảo là. Hảo là tiếng tiếng Trung. Hảo là. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, rồi. I am a Hmong local. I want to give you a song Hmong melody for free, no money. Okay. A Báo sẽ tặng cả nhà bản sóng Mông ở không gian ở nhà đây rồi. Và cả nhà cứ chờ đợi, A Báo sẽ đặt máy trên này.
con đến ở đây tặng cả nhà các cô. Sau tí nữa con sẽ đến chú, mày ưu tiên các cô. Cả nhà thân mến, con sẽ đứng ở đây, con sẽ thổi tặng cả nhà bản sáo mông. Bởi vì là không gian rất là chật cho nên là con sẽ đứng ở giữa. Rồi. Con sẽ tặng quý đoàn đến từ Thái Nguyên bản sáo mông những giai điệu vùng cao. Ngồi sai. Rồi. I am a Paha Mong local. I want to give you Paha Mong local for the money. Okay. Ở không gian này thì rất là chật cho nên cả nhà hết sức thông cảm cho chủ nhà. Có một vũ công đến nhảy miễn phí cho A Báo luôn. Cho con hỏi là cô tên là gì? Cô là cô Đào. À cô Đào, thế cô Mận đâu rồi? À rồi. Con chào cô Mận rồi rồi. Cô Mận đây, cô Mận đây. Cô Mận còn lại. À, còn cô Mơ ở phía bên kia. Cô Mơ, cô Đào. Ờ đủ hết rồi. Không biết là chọn cô nào. Rồi, rất là vui. À, cả nhà cứ vào ngồi ăn uống đi, con cứ thổi là bỏ hết thế này, nguội hết rồi. Rồi. Vâng. Con chưa ôn bài, không thua. Thuộc nửa bài thôi. Để con lại. Con lấy máy nữa. Rồi, đây, cả nhà này, đây, cô Mận, cô Đào, cô Lê đủ hết nè. Cô Mận, cô Đào. Cô đấy cô nào cũng xinh.
À, cô Lê, cô Mận, cô Đào, trong ba cô đấy không biết chọn cô nào đây. Tôi thì chọn cả ba cô. Tôi thì chọn cả ba cô. Hôm nay bắt vợ đưa ngưỡng nhau lên rừng. Rồi. A Báo có bằng lái máy bay đây, cả nhà yên tâm nhé. Rồi đấy. À bây giờ A Báo sẽ sang các chú, các bác đâu không có các chú, các bác ở thiên vị các cô quá. Tối nay lái máy bay thì mệt lắm. Đây, đây có chị này, chắc chị là trẻ ở bí thư đoàn xã này, à đoàn phường đúng không? Đúng rồi. À đoán rồi, đoán rồi. Chị tên gì? Chị Hằng nha. À chị Hằng Nga rồi. Chị Hằng Nga hôm nay dáng trần này, do IAP nè. Sản xuất ra người nè. Ô nó cứ chui vào mình thôi. À, đây, đây chụp với cả nhà tranh thủ nào. Tí nữa say không chụp được đâu. IOP nè, sản xuất ra người nè. IOP nè. Rồi. Tí em gửi cho. Đây, đây các cô, các chị là đang ngồi ngóng A Báo thổi sáo đây. Rồi. Đấy chú ngồi đấy. Mình hơi chật một tí nha. Phải bảo chủ nhà là đập tường phá làm rộng một tí, hơi bị chật. Rồi. Rồi. Rồi, có chú rồi, có con rồi. À, các bác, các chú thân mến thì bây giờ chắc là con sẽ hát những ca khúc về Hà Giang để gửi tặng các chú trực tiếp. Nhưng mà trước khi hát, khả năng anh em uống nhiều chén nhỉ? Không, con là khi mà đã hát thì không uống. Mà đã uống rồi là con phải ngừng hát. Vâng, mà đã hát là không uống. Không, khi con hát xong thì con sẽ uống. Bởi vì đang lái xe mà uống rượu là nó bắt hết. À, con sẽ gửi tới các chú ca khúc Mơ Về Hà Giang, một sáng tác của anh trai ruột của con, Ngô Sĩ Tùng. Vâng. À, con xin phép gửi tới cả nhà luôn, bởi vì mọi người cũng đang ngồi bên kia nhưng mà góc quay chỉ được bên này. Ta mơ đến Hà Giang, bầu bạn cùng sương gió, đọc thơ ru ngọn cỏ, có tiếng khen lạc bay, chờ tình khó vai cho trai gái yêu nhau. Ta mơ đến Hà Giang cùng em ăn thắng cô, mơ một lần cưới ngựa đón em qua cổng trời. Hà Giang ơi, Hà Giang, rượu ngô thơm vách núi, say rồi ta tìm lối về. Xuống núi cổ ngói, cổng trời cao cho vó, ta về đón em qua cổng trời, ta về đón em qua cổng trời. Ai thả chiếc khăn xinh màu dài màu trắng buốt, ta cho điều tha thiết mơ ước đến Hà Giang, mơ ước đến Hà Giang. Xuống chợ ăn thắng cố, xuống chợ uống rượu ngô, uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tình thể vút lên cao. Nào hay là đây, trời đất cuồng quay. Bát này là bát nữa, huy, bát nữa là bát này. Uống để thương để nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Người vùng cao họ là thế, uống chưa say chưa về. Vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đi ngựa, con ngựa cũng say. Chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Sơ chảnh ngũ nàng kia, sơ chảnh ngũ hầu trừ. Hóc bò phù nà, hóc phù tu, hóc phù tàu à, hóc phù tê. Vù hóc khó khơ, bẻ thâu nè khơ.
bát này, bát này là bát nữa, bát nữa là bát này. Uống để thương để như lời nói như tên bay, cứ gặp nhau là uống mà uống là phải say. Nơi vùng cao họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát bài nào cũng khê khê. Tay tóc vào đứng ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Anh dịch sang một tí là được. Bạn nên thấu chính vụ lo khó thì là kẻ lúa lo na lo chúa tông. Bà mong chính vụ lo khó thì đành bỏ hứa phong xa bà nên thấu. Hay hay hay, dốc núi cao cao đoàn ngựa thô, nắng gió mưa trơn giữa lưng đèo, chờ phiên vùng cao tình trời đời, chuyến hàng ngược đèo vui thắm reo, ngân vang tiếng khen. Con đường dốc bay có ngàn trùng người, vẫn đi ngựa vẫn đi, vượt dốc đã treo leo vượt kề người, vẫn đi ngựa vẫn đi, ngựa cùng ta nào vừa đèo dốc núi. Nàng đã lên phiên chợ vùng cao, vượt núi cao anh lại gặp em, ta lại gặp nhau phiên chợ vùng cao, phiên chợ vùng cao. Con uống với các chú một chén nha, các chú các bác một chén rồi. Ta du một cái như thanh niên nhá. Chuẩn bị 1, 2, 3, du, 2, 3, du, 2, 3, uống. Rồi, bây giờ không còn nguyên nữa, uống rồi. Rồi nào, các bác các chú nào, 1, 2, 3, du. Ôi rồi, rung hết cả nhà luôn, cả nhà. Các bác khỏe lắm, yên tâm, 70 như là 17 luôn. Khỏe như trai 17 luôn. Và sau đây Apáo sẽ ngồi bên mâm bên này. Các bác cứ dùng tự nhiên, tí con lại sang. Và sang bên này mỗi mâm làm một bài. Để quay không có lại không có hình. Trước khi sang giao lưu với đoàn các cô thì sẽ làm quen với các cô trước cả nhà nha. Đây, cô ơi, cho con hỏi cô tên gì? Cô tên là Hồng. À, chị Hồng. Ôi dồi, nào là Lê, là Hồng, là Mận, là Bưởi, là có hết nhỉ? À, cô Lê, cô Hồng, cô Bưởi. Cô bên cạnh là gì? Cô Bưởi. Ô, cô Bưởi à? Ôi dồi, dạng ơi, cô Bưởi ơi. À, mùa Covid Apáo đi ra chợ mà. Anh ơi, thịt em đi. Có nghĩa đi mua thịt. Anh ơi, thịt em đi. Rồi, Giàng ơi. Rồi, anh ơi, cam em đi. Ôi Giàng ơi, em mệt lắm rồi. Anh ơi, là quất em đi. Đây, chị nói cho này này, đúng rồi. Đấy. Chị chờ cô đấy thế. Chờ cô đấy, anh ơi, quất em đi nữa. Mùa Covid xong là... Anh ơi, đào em đi. Ôi giời. Đi đào củ sắn thì có. Ở đây có cô rất là nhiều tuổi nhưng cô rất là thanh niên này đấy, ngồi cười nói là đấy. Không biết là chị bên cạnh tên gì? Tên là Hương. Chị Hương rồi, chị Hương này. Ôi giời, Hoa Hương Dương. Hoa Hương rồi. Còn chị tên gì? Tên là Táo. Ô, chị Táo. Mà cũng nhìn như quả táo nhỉ. Đấy. Táo tàu hay táo ta không biết. Táo mèo. Táo mèo à? Chị táo mèo cả nhà nhá. Rồi. Táo dai. Táo dai. Ô, anh nói câu hay đấy. Táo dai. Ô, táo tàu bây giờ chuyển sang táo dai rồi. Đây. Đây là chị táo dai cả nhà nhá. Ai mà muốn mua táo để về ngâm rượu thì gặp chị đấy nhá. Rồi.
Rồi đấy, 0978321988. À, A Páo sẽ gọi trực tiếp cho rồi. Còn ngồi bên cạnh của A Páo là chị Bí Thư huyện Oan. Đấy. Đoán vậy thôi, không biết đúng không? Đúng không chị? Gần đúng. Ồ, gần đúng, à rồi. Gần đúng là được rồi. Gần đúng rồi. Và bây giờ A Páo sẽ gửi tặng cả nhà những ca khúc vùng cao. Rồi. Các cô cảm nhận hơi thở của đá. Rồi. Chắc hẳn các cô đã biết đến một phiên chợ đặc biệt ở Cao Nguyên Đá. Phiên chợ có 102. Mỗi năm chỉ có một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm. À, nói chưa hết là chị đã biết đi đi chợ tình rồi. À, chị hẹn hò ai ở chợ tình chưa? Chưa có ai để hẹn cả. À rồi. Ngày xưa người ta gọi là chợ phong lưu. Nhưng bây giờ thời đại 4.5 chấm người ta gọi là chợ ngoại tình lớn nhất Việt Nam. Chợ tình đi là phải hẹn hò đúng không? Đây, đi còn mua cả chị táo tàu này. Mua cả bưởi, hoa quả, còn cả quất nữa. Cả thịt nữa. Và bây giờ A-pa sẽ hát tặng cả nhà ca khúc Khao Vai Vầng Trăng Khuyết. Cả nhà thân mến, câu chuyện tình Khao Vai là một câu chuyện tình nói về chàng ba nàng út. Chàng ba là người dân tộc Nùng, cô gái út là người dân tộc Giấy. Hai người thương nhau không đến được với nhau, cho nên là do sự cấm đoán của hai bên gia đình, hai bên dòng họ, cho nên là chàng trai cô gái phải hẹn hò nhau ở núi Khao Vai. Và mỗi năm một lần vào ngày 27 tháng 3. Và đến bây giờ câu chuyện đã thành huyền thoại. Và bây giờ A Páo xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc Khao Vai Vầng Trăng Khuyết. Chờ ta chờ tình Khao Vai đã tan, vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời, một vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời. Tôi ôm mỗi tình năm trước, tôi ôm mỗi tình hẹn ước. Rượu A Hiếu uống mãi không say, rượu men lão uống mãi không say. Mình tôi sắp ngửa bàn tay. Quả bao đời rơi xuống đất, bàn tay tôi cào trên đất. Còn ai lạc đường ngơ ngác, tôi trông mỏi mòn đôi mắt. Tôi hỏi ngọn gió, tôi hỏi mây bay. Chú lùi một tí là không bị che mọi người. Tôi hỏi ngọn gió, tôi hỏi mây bay. Tôi hỏi dòng suối, tôi hỏi rừng cây. Gió thì cứ thổi, mây thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Em mơ phương nào, lòng tôi thương em như thế, mà sao em không thương nhớ. Cô đơn mình tôi đêm nay, nỗi buồn mình tôi đêm nay. Ai khóc cùng tôi đêm nay, ai than cùng tôi đêm nay. Na 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 na. Chờ ta, chờ tình Khao Vai đã tan. Vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời, một vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời. Tôi ôm mối tình năm trước, tôi ôm mối tình hẹn ước. Rượu A Hiếu uống mãi không say, rượu mẹ lão uống mãi không say. Mình tôi sắp ngửa bàn tay. Quả bao đã rơi xuống đất, bàn tay tôi cào trên đất. Còn ai lạc đường ngơ ngác, tôi trông mỏi mòn đôi mắt. Tôi hỏi ngọn gió, tôi hỏi mây bay. Tôi hỏi dòng suối. Đang quay mà, mình cứ ngồi vào đây, mình ngồi đây. Suối, tôi hỏi mây bay. Tôi hỏi dòng suối, tôi hỏi rừng cây. Gió thì cứ thổi, mây thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Em mơ phương nào, lòng tôi thương em như thế, mà sao em không thương nhớ. Cô đơn mình tôi đêm nay, nỗi buồn mình tôi đêm nay. Ai khóc cùng tôi đêm nay, ai than cùng tôi đêm nay. Na 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 na
một vầng trăng khuya khó vắng. Con cảm ơn các chú các cô rất nhiều. Ô. Kiểu khát vọng Thái Nguyên, còn nhớ kiểu khát vọng Thái Nguyên không? Ôi dồi, cô nhiều tuổi mà cô còn rất là nhiều khát vọng luôn. Đời đúng là khát vọng. À, con cảm ơn cô, con chúc cô sức khỏe rồi. Cô còn muốn uống rượu khát vọng luôn. Chờ tan, chờ tình khó phai đã tan. Vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời, một vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời. Tôi ôm mối tình năm trưa, tôi ôm mối tình hẹn ước. Rượu á hiu uống mãi không say, rượu men lá uống mãi không say. Mình tôi sắp hứa bàn tay. Bao đã rơi xuống đất, bàn tay tôi cào trên đất. Con ai lạc đường ngơ ngác, tôi trông mỏi mòn đôi mắt. Tôi hỏi ngọn gió, tôi hỏi mây bay, tôi hỏi dòng suối, tôi hỏi rừng cây. Gió thì cứ thổi mê thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Em ở phương nào, lòng tôi thương em như thế, mà sao em không thương nhớ. Cô đơn mình tôi đêm nay, nỗi buồn mình tôi đêm nay. Ai khóc cùng tôi đêm nay, ai than cùng tôi đêm nay. Na 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 na. Còn một vầng trăng khuya khó vãi. Gió thì cứ thổi mê thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Em ở phương nào, lòng tôi thương em như thế, mà sao em không thương nhớ. Cô đơn mình tôi đêm nay, nỗi buồn mình tôi đêm nay. Ai khóc cùng tôi đêm nay, ai than cùng tôi đêm nay. Còn một vầng trăng khuya khó vãi. Rồi, mùa say. Và sau ca khúc này con lại sang phía bên này. Các cô bên này còn chưa có đoạn video nào. À được được được. À đây đây. Yeah, bê. À rồi. Con sang bên này, em sang này. Mỗi người quay một tí không có lại. Cả nhà đây đây. Chắc phải sang bên các. À sang bên này trung tâm hơn. Rồi. Chị chịu khó ngồi hoặc đứng nhá. Rồi. Con đứng bên này, con ngồi bên này. Rồi cả nhà có rồi. Rồi. Cô lại chịu khó ngồi. À thế nghe sáo đúng không? Thế con thổi sáo nhá. À. Không không, con đứng thôi, con thổi sáo con đứng để nhường cả nhà. Cả nhà ngồi đây. Rồi, chú ngồi đi, chú ngồi đi. Còn ai nữa không? Rồi. Rồi. Con xin phép gửi tới cả nhà bản sáo mông. À, bản sáo gọi là âm vang núi rừng. Xong tiết mục này con xin phép là con phải đi. Cho nên cả nhà hết sức thông cảm cho con. Hôm nay có nghệ sĩ Quốc Khánh đang ở trên này, con hẹn hò một tí. À, gọi là Táo Quân hay gọi là Hoàng Thượng gì đấy. À. Come on.
Cô ơi, cho con hỏi là cô ở nhà hát múa kịch nào ra đấy? Cô hát chầu văn. À, cô hát chầu văn à? Chuyên chầu văn à? À, cô đôi thượng ngàn à? Cô đôi thượng ngàn. À, xinh thay một thú trên ngàn, bầu trời cảnh Phật ý, phong quang bốn mùa, trên bát ngát trăm hoa đua nở, dưới cảnh bầy cầm thú vui chơi, chim bay ở khắp mọi nơi. Tôi không hát nữa, không được về đâu, tí nữa lại bị bắt đấy. Chim bay còn khắp mọi nơi nữa rồi. Rồi, con cảm ơn cô rất nhiều rồi. Đây. Em chào chị. Ồ, sao chị ăn gì mà sao tóc nó cứ lò xo như mì tôm thế này? Ăn mì tôm à? À rồi, đúng rồi, mì tôm. Đây, mì tôm này, mì tôm gì đây? Mì tôm ăn liền. Nhìn chị là biết là ăn được liền luôn rồi. Mì này là mì ăn liền đấy. Ồ, không, chị bảo mà. Vâng. Rồi, chị sờ vào quả bầu, tối nay có bầu luôn này. Thôi cả nhà rung một cái nhỉ, rồi. Chém gió vui thôi, rồi. Rồi, rồi. Rồi. Đừng như các chị bên kia này, mời A Báo thịt đi, A Báo ơi. Rồi. Không hỏi bọn chị tên gì, bên kia hỏi tên gì, bên này chả hỏi. À, quên mất rồi, rồi. Chị hay chị à, gọi là cô nhỉ? Chị. Nhưng mà gọi cô thì lại già quá mà gọi chị. À, à, chị đẹp ơi, chị tên gì? Chị tên nào? À, chị được con hoa anh đào nữa. Chị đẹp tên là chị đẹp. Ờ, cho em hỏi chị tên gì? Chị tên Bướm. Ôi giời ơi, còn chị tên là Bướm đấy. Bướm lượn là bướm môi à nó bay, bướm giò là bướm môi à nó bay. Đã hát bướm là phải hát đến chim. Đập vào chim, chim kêu. Chim kêu ven rừng suối gọi, ta lên đường ăn chiếu hai vai. À, đúng rồi. Rồi, em là chúc sức khỏe các chị. Rồi, chưa biết tên, cô gọi chị luôn cho nó chắc ăn. À. Chị tên là Mùa Xuân. À, quân rừng, dạo này sao tên đẹp thế nhỉ, Mùa Xuân. Mùa Xuân có hoa anh đào, mùa xuân sang có hoa đào anh. Ô. Cũng giống như con chim chích bông đúng không? Ừ, rồi. Rô một cái cho nó vui vẻ nha. Một, hai, ba, vô! Hai, ba, vô! Hai, ba, vô! Ồ, các chị được cấp bằng uống rượu hết rồi. Rô là biết uống rượu rồi. Thở đấy, thở toàn hộ. Em cảm ơn chị. Rồi. Ngày xưa A Báo cũng đẹp trai lắm, bây giờ đỡ rồi. Đỡ rồi, đúng rồi. Không, chị ơi, bắt, không, bắt phải bắt từ từ, chị ơi, cho sâu vào một tí, bóp mạnh vào, không, phải bóp này, đây, đây, mày mạnh vào, đây. Gần một tí. Đấy, chụp một kiểu ảnh này, đây, chị vào đây, chụp kiểu ảnh này, đó. Đấy, chụp ảnh này, cho gần báo tí, gần báo tí. Đúng là chị của em. Rồi, để em selfie cho, rồi. Nào, có chị nào, ô, chưa có chị rồi, chị vào đi, chị vào bên đây. Chị vào ở trong đây vào đây rồi. Nào cả nhà thả tim nào ERP nào không ERP nào ERP nào ERP nào rồi làm một kiểu riêng này đây ERP nào. Ô, đừng từ mà chị máu thế, từ phải làm từ rồi. À. Rồi. Tối nay tình yêu của nó đánh ghen thì chết tôi. Tình yêu của nó ở nhà rồi. À, thế tối nay A Báo bắt nó làm vợ luôn à? Chị đang thích thế. Tối nay A Báo bắt nó đi sản xuất ra người luôn. Có thể đi luôn cho chắc ăn. Rồi đi. Rồi đi nha, thế nha rồi. À, rồi. Rất là vui tính nhé, cảm ơn em nhé. Cảm ơn Thái Nguyên nhé. Rồi. Đây, cảm ơn chị. Đây, cô là fan hâm mộ cứng của A Báo này. Ở nhà bật cả ngày cả đêm này. Yêu bên à. Đấy, yêu bên. Rồi, con cảm ơn cô rất nhiều. Đây. Đây, chị chụp đi. Dạ, con chụp.
con đang chụp ảnh một tí. Bây giờ sau đây mình đi chương trình ai đi cà phê nhá. Xin kiểu, xin kiểu nào. Phan hâm mộ đâu. Rồi, rồi, rồi. Cô theo dõi rất nhiều video của điện thoại nha. Vâng, vâng. 0978 0978 32 1988. Năm đấy. Sinh luôn. Rồi, rồi, ngày tháng năm sinh. Ô, nó làm luôn à? Nó gọi luôn đấy. Rồi, rồi, đấy, chị nhắn chị nhắn tin sang Zalo và tao đây. Gửi cho cái ảnh là được. Không có tình yêu của nó bảo là tôi nó không biết thằng nào gọi thì nó đánh ghen à. 399 này chị. Rồi. Đây, chụp ảnh đây cho con này. Rồi. Đâu nó mày chụp được kìa. Ai chị. Chưa. Rồi. Chụp đi. Nào. IOP. Sản xuất ra người. Đấy, ôi giời. Sản xuất ra người. Báo không sản xuất được đâu. Rồi. Sản xuất ra người. Ô, cô làm nhiều thế. Mỏi à. Hai chú cháu mới 70 năm mới được gặp nhau một lần. Đấy. Đó, IAP. Nào, bác ơi, bác. Con ngọt chú mà. Đi uống cà phê đi. Vâng, vâng, vâng. Để con. Đấy, phải coi bây giờ. IAP chú, IAP nào. À, rồi, con ngọt chú. Chú mới áp báo. Rồi, chị, rồi. IAP nào. Rồi, cảm ơn chị. Ồ, đây rồi, cảm ơn chị nhá. Cảm ơn. Sẽ có video sau. Rồi. Rồi, bà cứ ngồi im, đó, con chụp ảnh cả nhà đấy. Đây, đây có cả video rồi. IAP là thả tin là. Đó rồi. Rồi. Đây đây đây. Đây, ta có một kiểu này, 1 2 3 là. Rồi đấy, sang các chị nữa nào. Không có là, không ai là không có cả, ai cũng có. IOP na. Lại. IOP na. Rồi. Rồi, đây, đây. Lúc nãy là có rồi đúng không? Làm cái nữa cho chắc ăn. IOP na. Rồi. Cả nhà thân mến, và bây giờ Apao xin phép được khép lại video ở đây. Chúc các cả nhà có một chuyến du lịch trải nghiệm trên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá thật sự vui và đầy ý nghĩa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi chào cả nhà. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mê mê. Thâm mó đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xám giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tu mù say say lòi say say mù say say lòi say say hầu chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mê mê.